ghét con lắm sao? Mẹ đã không cần con rồi. Trước mẹ cũng nói con là trẻ mồ côi, chúng nó không cho con chơi chung. Thế gian ai đẹp được dường như ta, đương nhiên là nữ hoàng của ta rồi. Nhưng rồi một ngày bỗng nhiên gương thần lại trả lời khác. Nữ hoàng của tôi rất xinh đẹp nhưng không bằng Bạch Tuyết. Người thợ săn đã đưa Bạch Tuyết vào sâu trong rừng. Chưa ngủ hả? Con bé có cần gì nữa không? Không cần. Tốt nhất để nó ngủ một giấc cho khỏe. 9, 16 con, 9, 15 con. Con nghĩ giờ anh Quang Mô đang làm gì hả? Quên hắn đi. Chắc tại mình hiền quá. Anh bỏ đi vì anh chán mình chăng? Chán cái khỉ gì chứ? Mình đẹp thiệt nhưng nhìn hoài cũng chán. Cậu nhìn đâu có đẹp chứ. Cảm ơn cậu. Hắn nói bị quỷ ám nên mới làm vậy. Cậu tin những lời hắn nói sao? Đi ngủ thôi. Alo, nghe nè. Cũng lâu rồi. Nhưng tại sao giờ mới được chứ? Sao cậu lại tìm ra vậy? Tụi mình là bạn gái. Cái gì? Ai vậy? Đợi chút. Nè, có thật là váy cưới của cậu tìm ở trên mạng không? Cô dâu bị chú rể từ ngay tại hôn lễ hay sao? Cô ấy là bạn của bạn, vị hôn thê mà bị bỏ rơi tại buổi hôn lễ đó. Tại buổi hôn lễ với gia đình đó. Hoàng Mô đã bỏ chạy, cho nên cô ấy muốn gặp cậu. Mình? Tại sao? Để làm gì? Hiêu Chin, cậu định làm gì khi gặp cổ chứ? Cậu muốn gặp và trò chuyện với tất cả cô gái từng bị Quang Mô đó. Hay đó, nói cổ mình đi, hẹn cổ đi. Nghe vui đó, ơn xưa à. Con dậy hồi nào vậy hả? Con đói nên mới dậy hả? Khỏe hơn chút nào chưa? Ngoại làm cháo cho con ăn nha. Được không? Bà ngoại ơi! Sao hả? Chuyện gì? Bà ngoại ơi! Con muốn ở với bà. Tại sao? Sao vậy chứ? Sao tự nhiên con nói vậy? Hay con không thương ông bà ngoại nữa? Dạ không phải đâu. Vậy tại sao ba con nói gì hả? Dạ không phải. Nếu như con ở với bà, sẽ không bị gọi là trẻ mồ côi. Nghĩ kỹ đi Sơn Ghi. Con cần phải nói với ông ngoại, bà không biết phải làm sao đâu. Đợi chút. Ông ơi. Ông ơi, dậy đi. Ông ơi. Chuyện gì? Ông ơi, Xuân Ghi. Sao hả? Chúng ta đến bệnh viện ngay hả? Không phải mà, con bé nói chuyện lạ lắm. Tôi tưởng nó ngủ rồi nhưng không ngờ nó lại thức dậy. Vậy có gì lạ hả? Nó không chịu nằm mà cứ ngồi ở đó. Nó nói gì bà kêu là lạ hả? Tôi tưởng nó đói nên mới dậy. Tôi hỏi nó cái gì mà bà kêu là lạ? Nó muốn ở chung với ba nó. Không phải tại nó ghét chúng ta,
mà bị người ta kêu là trẻ mồ côi nên khiến nó tổn thương. Nó nói nếu nó ở với ba thì sẽ không bị kêu là mồ côi. Chúng ta phải làm gì đây hả ông? Ba nó sẽ mang đi mất. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Con muốn sống với ba con hả? Con nói với ba con chưa? Vậy ba con nói sao? Ba nói là không đồng ý. Cũng vì vậy mà con mới buồn rồi bệnh sao? Bị người khác gọi là trẻ mồ côi, tức lắm có đúng không? Con không muốn đi học. Không được, con không được làm vậy. Con phải tới trường. Con không muốn. Chúng ta sẽ nói chuyện với dì Unsu. Cả nhà ta sẽ mời toàn bộ bạn học con tới nhà hàng, rồi giải thích cho chúng là không được nói con như vậy nữa. Có được không? Con không cần. Mất mặt lắm. Ông ơi, ông nói với mẹ để con đi đi nha ông. Nha. Nha. Sunghi à, mẹ con muốn con lớn lên ở đây. Ông ơi, con bị gọi là trẻ mồ côi chứ. Không phải, sao con lại mồ côi được chứ? Các bạn nói con như vậy, con cũng cảm thấy mình giống lắm, làm con thấy buồn lắm. Con muốn ở chung với ba. Lại đây, Sunghi. Con ngủ chưa? Có chuyện ở đây, Unsu à? Sunghi... Sunghi, con bé muốn về ở với ba nó. Bây giờ, ba con đang nói chuyện với nó. Chẳng phải hôm nay ba nó chở nó đi chơi rồi sao? Nhưng khi nó về, con bé ói hết những thứ nó ăn ra. Bởi vì nó cảm thấy không ai quan tâm nó nên mới bị như vậy. Chuyện như vậy rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm gì mới được chứ? Con bé nó cứng đầu lắm, y như mẹ nó vậy. Một khi đã quyết định rồi thì nó sẽ làm cho bằng được. Mặc kệ hậu quả có ra sao, làm sao đây, làm sao đây? Sao rồi? Thế quân đang tới. Nó đi thật sao? Đành chịu thôi. Mẹ ơi! Ở đây nè. Tới rồi hả? Sao vậy mẹ? Nó không chịu ăn. Cho nhịn đi. Việc gì mẹ phải ngồi năn nỉ nó chứ? Bởi vậy cho nên nó mới luôn hổn với mẹ đó. Mẹ biết không? Không phải vậy đâu mà. Con còn chưa chuẩn bị đi học nữa hả? Không đi. Vậy con định làm gì khi mình bỏ học? Vậy thì tùy con thôi. Ai quan tâm tới người khác nghĩ gì chứ? Có ba có mẹ, con biết mình không phải trẻ mồ côi mà. Mấy đứa kia cứ chọc nó hoài, làm nó cảm thấy nó giống trẻ mồ côi, khiến nó vừa xấu hổ và buồn. Con vẫn còn nhỏ cho nên không phải muốn làm gì thì làm đâu. Ba con nói với con là không. Còn mẹ con chắc chắn là không đồng ý rồi. Cho nên đừng có bướng nữa. Chị nói mẹ nào? Mẹ con là mẹ con chứ mẹ nào nữa. Nhưng mẹ đã tái giá, rồi sẽ có em bé thôi. Nếu như có em bé thì cũng là em của con thôi. Đó không phải là em con, không phải. Đó không phải là mẹ con, không phải. Ai hả? Bà nội dạy con nói vậy hả? Không phải. Do con tự nói. Nghĩ con ngốc lắm sao?
Con xin lỗi vì đã làm cho ba lo lắng. Có gì đâu chứ. Vấn đề là nếu ngay cả con cũng tái giá thì ba chẳng biết Xuân Nghi sẽ ra sao đây nữa. Rồi nó có vượt qua được hay không? Ba thật sự lo lắm. Nhưng ba không nghĩ nó tới nhanh vậy đâu. Con sẽ giải thích cho con bé để nó được hiểu thưa ba. Ba nghe nói là con cũng sắp tái giá có đúng không? Do mẹ con. Cũng phải thôi. Chứ con tính ở đây hoài chắc. Chuyện này ba biết trước rồi. Dạ. Con tính sao đây? Enzo không đồng ý. Mẹ con đã nói gì đó với Sunghi. Bà ấy nghĩ gì vậy? Mẹ con muốn mang con bé về nhà. Bà biết. Từ lúc Enzo tái giá là bà đã muốn rồi. Cổ có tốt không hả? Người mà con định tái giá đó. À dạ. Con cũng chưa hiểu rõ cổ nữa. Con chưa cho biết dù là Sunghi có tiếp tục sống ở đây đi chăng nữa, cô ta vẫn phải là người tốt. Dạ. Vào trong đi. Dạ. Làm sao mà nó đi học đây? Ba đừng lo, con sẽ bắt nó đi. Cẩn thận, giờ này chắc là ba không đi rồi. Cố lên nha. Cố lên. Em biết rồi. Anh đi đi. Anh đi đi. Anh Kim Jun-gu. Hả? Người ta nói những người mà chào tạm biệt xong thì quay lưng đi luôn là không đáng tin cậy đâu. Em đang ghen hả? Ai là người vừa xuống xe là đi luôn không thèm quay lưng lại chứ? Em đang cố gắng làm người vợ gương mẫu mà. Em nói là em sẽ báo thù kia mà. Báo thù, báo thù. Em sẽ báo thù. Được rồi, bà xã muốn làm gì anh cũng chịu hết. Con lên lịch hẹn với bác dạ, sĩ chưa? Ông ấy sẽ tới sau lễ kỷ niệm. Con chuẩn bị bữa sáng nha mẹ. Ông không muốn ăn. Đã bảo đừng có quá sức mà. Mà bên khách sạn giờ lại 12 giờ chưa? Dạ, khi nào chuẩn bị đi con sẽ gọi họ. Để việc đó cho người giúp việc làm, con lấy giùm mẹ ly trà qua xe. Dạ. Ông mà từ bữa giờ rồi, chắc con sẽ phải tự đi một mình thôi. Mẹ chưa nói con sao? Dạ. Trời ơi, tưởng nói rồi chứ. Bà cha vừa mở một buổi triển lãm. Bà nói bà sẽ từ mẹ nếu mẹ không đi hôm bà khai trương. Mẹ cũng nói với bà là mẹ đi với con. Giờ sau đây, ta lỡ gọi rồi. Làm sao? Giờ sau đây? Dạ. Con đừng nói nhiều. Bà hỏi gì thì con cứ trả lời cái đó. Cho dù bà sẽ hỏi nhiều câu đụng chạm, con ráng nhẫn nhịn, đừng biểu lộ ra mặt. Ta không thích những chuyện mà bà sẽ nói về con với người khác. Bà coi chúng ta là kẻ thù, bà cứ đòi gặp con. Mẹ thấy chắc bà muốn moi móc chuyện nhà chúng ta. Mẹ nói trước vì mẹ lo cho con. Dạ. Con hẹn bác sĩ tới khám chưa? Dạ rồi thưa gì? Vậy lịch là chừng nào? Ta thấy chúng ta nên khám hết đi. Con sẽ xem thử, dì dùng trà nha. Chắc rồi, chán thật đó. Chán nản thật, chắc ta bị tắc mạch máu rồi, tay trái cứ bị tê tê hoài. Chị thiệt là, lần nào kêu chị đi khám gì cũng cãi lời rồi để bị đi bị lại. Ý em nói là, có tiền thì phải có sức khỏe chứ gì. Trời ơi. Thật sự, chị không muốn phí tiền. Chị đang để dành tiền mà, lần nào chị nói là chị sẽ dùng tiền của chị thì em đều la chị. Em nghĩ thử xem, tiết kiệm tiền là dễ hay khó chứ. Chị muốn làm gì? Đi Ấn Độ. Chị đi cùng với mấy nhà sư. Chị trời ơi, gì vậy? Trời ơi, em muốn làm chị đau tim mà chết thì sao hả? Sao cái bà Son lại hét lên như thế kia? Chị à, chị đã tới cả chục lần rồi, ở đó đâu có an toàn mà sao chị cứ đòi đi hoài vậy? Trời đất ơi, thiệt tình.
Có người mời chị đi mà. Ai hả? Bạn trai chị. Chàng trai tóc quăn tốt bụng. Về an toàn. Rồi giờ đi đâu, thưa cô? Tới trường. Tới trường. Trường nào? Anh bị ngu hả? Em làm việc ở đâu? Đi tới trường hả? Phải đó. Viết đơn từ chức phải không? Không cần phải gấp đâu mà, gửi email đi, có mạng để làm gì? Đi làm. Nè, mắc cỡ lắm đó. Em thật sự muốn vậy thật hả? Có gì xấu hổ hả? Tôi cởi áo khoe ngực hay kéo váy khoe mông, xấu hổ cái gì chứ? Làm gì xấu hổ? Em bị chú rể bỏ rơi mà, bị từ hôn đó. Đừng lo, rồi mọi người sẽ biết. Vì tối nay mọi người sẽ biết anh bị điên, còn tôi là một người phụ nữ tội nghiệp bị thần điên như anh chơi. Ngày mai các tờ báo ở Seoul sẽ biết. Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi đã mời thứ trên trang dành riêng cho nữ giới. Một người tên là Quang Mô, một thằng điên, dâm dê và bị ma nhập. Biểu hiện đầu tiên khi cuộc gặp giữa hai gia đình sẽ bị quỷ. Tiếp theo là lễ đính hôn. Và cuối cùng là đám cưới. Em. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em có ngừng lại không hả? Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là gặp các nạn nhân số 14 và 15. Ôn Su đã làm gì em vậy? Ôn Su là má anh hả? Ôn Su không có đây sao hả? Nè, em nói vậy là sao? Khi nào tin này đồn xa rồi thì tôi sẽ báo anh trời biết. Trời ơi! Đi thôi. Đi đâu đây? Đến trường. Mặt mũi tôi bỏ ở đâu? Sao tôi phải chở một con điên đi vòng vòng như vậy chứ? Ra ngoài. Nhanh lên đi. Đi ra. Nhanh lên, đi ra thì tôi mệt lắm rồi. Nhanh lên đi, tôi mệt lắm rồi, ra đi. Chắc đây là tình yêu. Yêu hả? Yêu, yêu cái đích đó chứ yêu. Cô khiến cho mọi người nghĩ tôi là một thằng tâm thần bệnh hoạn, có bôi nhỏ danh dự của tôi rồi. Tôi chưa làm mà. Đây là tình yêu. Trời ơi, sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Trời ơi, tội cháu tôi quá. Alo. Nó tới trường chưa? Dạ chưa. Con rể về chưa? Dạ chưa, ba đợi một chút. Con đừng khóc mà. Được rồi bà con. Đừng khóc nữa mà. Dạ. Nó đang khóc hả? Nó cứ khóc miết luôn. Con bé bướng lắm. Trời đất ơi. Ê. Nó nói bằng mọi giá. Bằng mọi giá sao? Nó nói sẽ bỏ nhà đi. Cái gì? Nó mới bị lớn kìa mà. Con gọi Ersu. Dạ. Cổng em. Thả em trước cổng rồi đứng đó đợi. Nè. Chuyện này à... Không muốn hả? Trời ơi, mắc cỡ lắm. Làm không thì nói. Ơi. Ai vậy? Nghiêm túc đi. Thật khủng khiếp. Có cần nhìn tôi với ánh mắt đó không? Cả lớp. Chào cô. Dạ chúng em chào cô. Nhìn cô vậy chắc các em vui lắm phải không? Các em không thể năng động hơn sao? Một câu nói chúng em xin lỗi cô à, hoặc là chân cô sao rồi,
không nói được sao? Lại nào. Chúng em xin lỗi, chúng em xin lỗi. Cả lớp, xin lỗi cô. Chúng em xin lỗi cô. Ok. Tôi là giáo viên bộ môn và là cô giáo chủ nhiệm. Cô muốn thấy mấy đứa sau này có lễ cưới đẹp và có tuần trăng mật như mơ hay một người phụ nữ hoàn hảo hạnh phúc. Tôi chỉ lấy làm tiếc về điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn không hề buồn bã chán nản vì bị từ hôn. Đương nhiên là cô đau lòng, đau lắm. Nhưng cô không chết vì cô ổn. Cô sẽ tiếp tục sống. Vết thương lòng của cô sớm muộn cũng sẽ lành. Chẳng qua đây là bước ngoặt mà cuộc đời buộc phải qua. Sau này nhìn lại, cô sẽ vẫn cười. Mấy đứa thắc mắc tại sao cô nói vậy, phải không? Dạ. Gần 100 ngày từ khi Mijin qua đời. Nếu đứa nào dám quên thì cứ chạy 100 vòng dưới sân đi ha. Cảm ơn. Dạ. Cả lớp. Cả lớp vô cùng tưởng niệm bạn Mijin nào. Rồi, nhắm mắt lại và cầu nguyện và chào tạm biệt bạn ấy đi. Mấy đứa có 3 phút muốn nói gì cũng được, hiểu chưa? Dạ. Nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ để đó rồi đi đi. Con đang đi xông hơi. Mày mất trí rồi hả? Xông hơi là thế nào hả con? Mày điên rồi, mày nghĩ mày là bác sĩ hả? Trời ơi, con đã tới đâu? Mẹ đừng có lo, đừng lo mẹ. Ơi trời đất ơi, nhớ về nhà ăn cơm đó. Con đã hoài rồi, mẹ cứ để đó rồi đi đi. Ăn nguội không có ngon đâu, lẹ lên về nhà đi. Khi nào xong việc con về liền mà, con tự hâm đây được. Mày lo chuyện gì hả? Trời ơi trời. Chuyện gì hả? Có gì đâu. Con nói không hả? Là chuyện gì? Trời ơi, con đã nói là không có gì mà. Mẹ cứ làm gì hoài, đừng hỏi sao con hư nha. Trời ơi, thằng khốn này. Đàn bà lúc nào cũng vậy hết, con ngán tới tận xương rồi. Lần nào con ở chung với đàn bà, khi ngủ dậy mẹ lại nói câu này câu kia. Bởi vì lần nào cũng có chuyện hết đấy mà. Cái thằng khốn này giờ còn đổ thừa mẹ nữa hả? Không phải mày nhận cái dòng máu đào qua từ mày hả? Đừng có nói với tao kiểu đó nha. Thật là. Mẹ à, mà mẹ làm món gì á? Ngoại ơi, con muốn uống nước trái cây. Nước trái cây? Nước trái cây. Để bà đi lấy cho. Nước trái cây. Ngoại ơi, đừng khóc mà. Có gì đâu, bụi bay vô mắt ngoại thôi, ngoại đâu có khóc. Ngoại ơi, đừng khóc. Rồi, rồi, rồi. Ngoại biết rồi. Nè. Cảm ơn anh nha. Alo, tôi nghe đây. Em đang trên đường nè anh. Em biết rồi. Bữa trưa với bà cha, em nghĩ chắc sẽ náo nhiệt lắm đó. Con gái út của bà ta mở triển lãm. Tại mẹ phải lo cho ba rồi, nên em đành đi một mình thôi. Sao ông xã của em rảnh vậy? Anh tranh thủ gọi cho bà xã một chút mà. Bà xã không biết là anh còn không có thời gian để mình đi vệ sinh nữa. Chắc từ bây giờ anh phải đổi qua nghề làm cu li lụm banh cho em quá. Anh biết rồi bà xã à. Ráng mà bắt kịp anh nha. Anh đợi đó, em sẽ bắt kịp anh. Mẹ cảnh báo cho em biết để em chuẩn bị trước rồi. À, em chuẩn bị đồ ăn cho anh nha. Ông xã à, mẹ anh gọi kìa. Em cúp máy nha. Dạ mẹ. Con về nhà nhanh đi. Dạ. Hồi nãy bà muốn gặp con đó, tự nhiên bà gọi lại rồi hẹn sang ngày khác rồi. À, dạ con biết rồi, con nói tài xế quay về ngay. Dạ không sao đâu. Dạ. Dạ. Tôi vừa từ nhà máy về đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Hồi nãy cậu không trả lời điện thoại nên họ đã tới công ty đó,
Hàng được gửi tới rồi nhưng mà có nhiều lỗi, cho nên mình đã nói họ để lại ảnh mẫu. Ngọc Trai, họ gắn vô cái nơ bằng keo. Chuyện gì vậy? Sao vậy? Đợt hàng đã bị lỗi rồi. Hả? Hàng từ xưởng đã gửi tới. Đối tác của chúng ta đã dùng keo dính để dính ngọc trai vô nơ. Họ nghĩ họ đang làm gì vậy? Đưa tôi xem. Muốn bị đuổi hết đây mà. Cái quái gì đây hả trời? Cô có nói đợt hàng này phải xử lý như thế nào không? Em đã giải thích rất kỹ rồi đó. Không biết họ bị cái gì nữa. Dính bằng keo sao? Không đủ thời gian để sửa rồi. Lớn chuyện rồi. Không thể tiếp tục hợp tác rồi. Dù sản phẩm đã xong thì không thể thay đổi. Lô còn lại đổi chỗ khác thôi. Unsu à, tôi biết cô không phải là loại người hay phạm sai lầm kiểu này. Làm người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nhiều khi quạm vô đơn chí thôi. Cô đi đâu? Đi xem thiệt hại ra sao, cô có thể cứu giãn được không? Trời ơi, chắc điên quá. Khi nào mới xong đây? Chuyện gì? Có bận gì không? Đang bận. Chào quý khách. Chào anh, đợi chút nha. Cầm giùm tôi đi. Nè, cầm giùm. Vâng hả? Sao? Có bận không? Mình đang trên đường tới nhà máy. Nói đi, trong taxi. Nè, mình đã đưa Du Ha tới trường để làm việc rồi. Cổ tắt máy mà chẳng thèm nói gì với mình. Chắc là đang dạy đó. Nhưng 2 tiếng rồi, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa? Cứ đợi đi. Tới mấy giờ? Hết giờ thì ra. Tưởng mình là ô xin hả? Lẽ ra mình không nên nhận lời quen cổ. Cổ làm mình thấy mệt mỏi quá trời luôn rồi. Cướp rồi hả? Ôi Su à. Ôi Su. Chắc cậu ấy phải dạy dỗ học trò của mình, phải sống sao cho có tương lai đã. Sao cậu biết? Mình khuyên cậu ấy rồi mà, chỉ hành hạ cậu vài ngày thôi. Ôi, mình cứ tưởng cậu chỉ nhờ mình chở thôi chứ. Vậy mình làm được gì cho cậu hả? Đó là chuyện của cậu mà, sao cứ làm phiền mình hoài vậy hả? Mình đâu còn ai để nói chuyện nữa đâu rồi. Đừng nổi nóng nữa. Cái thằng ngốc này, cúp máy đi. Đừng nói giận mình thiệt rồi nghe. Sướng hả? Mấy người chết chắc rồi. Trời ơi, đau bụng dữ vậy nè. Wow, tốt lắm. Đúng, công như vậy. Nè, cố giữ thăng bằng, rồi quẩy ra đằng sau khi cô đánh bóng. Tôi thấy mẫu thứ hai này được hơn. Màu sắc phối cũng hợp lý. Nó rất hợp với lại phong cách thời trang vào mùa này. Rất phù hợp với mọi người. Mẫu thứ nhất được hơn đó chứ. Giờ đã vào thu rồi, tôi nghĩ là vậy sẽ gây ấn tượng với mọi người hơn. Ngoài trừ kiểu dáng ra thì tôi thấy nó tốt hơn cái kia nhiều đó. Khi mà phối màu thì mẫu thứ hai tôi cảm thấy là nó đẹp hơn một chút. Nhưng mà mẫu thứ nhất có vẻ hơi mỏng manh một chút. Kiểu dáng thời trang tôi lại thấy nó không gây ấn tượng gì cho lắm với tất cả mọi người sử dụng hàng của chúng ta. Anh nói đúng đó. Chúng ta nên chọn cái thứ hai mới đúng chứ. Cứ quyết định vậy đi. Được rồi, chúng ta thỏa thuận vậy ha. Rồi, vậy đi. Bên khâu in ấn không có vấn đề gì chứ? Chúng tôi sẽ cố hoàn chỉnh rồi sau đó mới công bố. Ừ. Cho dù là gần hoàn thành rồi, thì cũng phải thật cẩn thận, không nên để có chuyện ngoài ý muốn. Được, rõ rồi. Không bao giờ, không bao giờ. Trừ khi em không còn, nếu không em vẫn sẽ nuôi Sunghi không lớn. Em không muốn con bé trở thành quái vật đâu. Mẹ của anh chỉ yêu tiền và quan tâm tới tiền thôi. Mẹ của anh lúc nào cũng thích phán xét người khác. Em nặng lời tiền, quá. Tiền, lúc nào cũng là tiền. Người này làm gì mà nghèo quá, còn người kia sao mà lại giàu quá. Người này sở hữu bao nhiêu đất, người kia lại bị phá sản. Em là con nhà nghèo đã lỡ được con nhà giàu để mắt tới. Nhà nghèo trúng độc đắc.
Chỉ có mỗi của người làm là già quá nên mẹ anh không thể hành Xuân hạ. À? Mẹ muốn ăn mì nhưng lại ném đĩa đi vì cơm nấu chưa xong. Mẹ nói em phải trả tiền máy rửa chén, tủ lạnh, rồi còn tiền sửa chữa nữa. Lúc nào bà cũng hét lên như người khác. Được rồi mà. Nếu bà không có việc gì làm, bà lục lọi xem em có ăn cắp nữ trang hay gì đó hay không. Vậy mẹ anh sẽ dạy Xuân Ghi cái gì chứ? Lúc đầu bà là một người rất tốt bụng, nhưng khi bà tức giận thì lại rất bạo lực đó anh à. Về rồi. Về sao? Con muốn giả cho mặt nó lắm nhưng đành phải xuống nước. Con cứ vậy để mà nó về. Về đi. Chị à, nên mua quà gì cho ba đi. Năm ngoái là đồ Nhật rồi, bây giờ Thiêu Hương nói sẽ xài đồ Trung Quốc. Nhưng mẹ lại không thích món đó. Chị đang làm gì vậy? Bận hả? Không phải là lúc lo mua quà cho ba đâu. Con gái em đang đòi về với ba của nó nè. Mẹ rầu lắm đó.